bà bán ngon không? Cũng được, rồi, hơi thịt hơi nhiều. Nhưng mà tự nhiên chuyện của bên con Lan, tự nhiên bà Thủy mới nói. Con Thủy là bạn thân con nhưng mà ý đó. Là cái đó bạn thân tự nhiên lưu chuyện ra nói với lại. Con Thủy là bạn chơi với em, học chung trường với em. Chung trường gì? Cấp 3, cấp 2. Chung trường gì? Lan, con Thủy hồi xưa chơi với em lắm. Chung trường gì? Chung trường gì? Cuộc chính Lan. Cuộc chính Lan, cho con chính Lan. Con có sợ. Mình cũng thân với nhau hả? Thân bây giờ luôn. Mới gặp lại. Nhưng mà nó kể anh Lan sao? Nó nói là con Thúy Liễu là dụ con Điệp, dụ con Điệp có bầu. Mà anh Lan đâu biết, anh Lan đi tu. Khi mà cái má Điệp thì nó lại trong cái chùa đó, cái nào giật dây chuông. Cái má Lan cho đây cắt dây chuông. Cái bắt đầu cái là bên cái phía mà, bên phía nhà, bên phía mà bên cổng. Nhà chùa, bên lại chùa. Hay là nó thôi về đi, để nó chỉ riêng đi, nó ở đây nó tâm của nó sẽ không đạt. Cái biết sao mà đợi nó qua tuần à, là nó ra rồi, bữa mới gặp nó. Gặp nó vô tình ở đằng sau nhà thờ, đằng sau nhà hát á. Ủa? Bán trà, vậy là con Lan nó ra rồi. Nó ở qua tuần à, nó hùn đi thôi. Biết sao nó bị dính như cái nợ, cái chuông á. Nó định ra ở 2 ngày thôi. Chắc chuông cái đền triệu. Đều hả? Nói chung là cái gì cũng có bả báo. Đừng có được có bá mà. Cãi lộn là cãi giam mẹ thôi. Nếu không nghe giờ hãy chiều nó là cãi giam mẹ. Cãi giam mẹ sao cãi thử coi. Chứ đừng có phá được. Cắt luôn dây chuông luôn. Cắt dây chuông. Tại má điểm ngoài giật. Ten 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 rồi. Chùa nó ngủ được. Ủa nghe nói giật buổi chiều mà ngủ ai ngủ. Khuya rồi. Đấy khuya luôn. Hai đêm. Tại sao đi buổi tối ta? Chó đỡ sữa. Chó đỡ sữa. Thì buổi tối chó đỡ sữa hả? Chó ngủ. Hay hơn. Mình mệt mình ngủ mà. Nhà ở gần chùa không? Nhà nhà bảo kế bên cái chùa luôn cách chùa hai cạnh. Chắc kể. Rồi chứng kiến luôn, nó giật mạnh lắm. Giật hồi nó tự nhiên hả? Không nghe tiếng giật nữa. Bữa sau mới biết là con kia nó cắt dây. Nó cắt lén mà, nó đâu nãy ai biết đâu. Nó cái kéo xíu nè, nó cắt mấy ngày á, cỡ 2 tiếng. Kéo cắt không quay chứ hả? Thằng Quỷ cứ giật đi, cứ cắt cái dây thần mà. Cắt hoài lâu lúc đâu. Giật tới 2 giờ sáng luôn. Không, nó đâu là giật từ 12 giờ đến 2 giờ sáng. Là dù chưa có một khi 3 giờ nó đứng ở ngoài, nó ngủ một chút. Nó ăn cái bắp mỹ. Xong là 3 giờ giật tới lúc hay quá. Cái chuyện đó trên mạng không đi luôn đi trên mạng của người ta đó, người ta kể kể ôi, trên mạng mà trời ơi thôi chứ thật ra là nó vui lắm kìa, người ta đi hà vui trên mạng mà đừng nghe chuyện này, nói chung là mình phải chứng kiến chuyện của người ta được mình mới nói được, phải bàn qua bàn lại rồi nó vui, nói chung là phải nghe từ hai phía luôn mà nghe từ phía con Điệp chưa nghe đúng phía cũng thủy bạn Thủy Liễu nói gì chị sợ kể hết trơn. Ừ, ba nhỏ này cũng kể hết trơn mẹ chuyện của ta. Dạ em biết thôi.